Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại à, phần khá là thú vị trong Keras, đó chính là đồ họa trong Keras. Chúng ta sẽ in lên uh, cái Jupiter notebook của chúng ta các cái hình đồ họa như thế này. Đấy, thế làm thế nào để in được? Hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần này. Như thường lệ, chúng ta quay lại à, với group Facebook đó là AI Solutions à, các bạn hãy à, gia nhập nhóm này. Nếu như các bạn mà gõ cái tên này ở trong Facebook, các bạn nhớ là AI Solutions có S và viết liền, không chú ý chú ý là không có dấu tiếng Việt nhé. Để, bởi vì gõ cái này nó hay ra dấu tiếng Việt. Rồi quay trở lại đây, chúng ta sẽ thấy là cho to lên một chút. Đấy. đấy, chúng ta sẽ vẽ được cái biểu đồ ở trong đây là các ví dụ ừ, nó mang tính chất là hoàn chỉnh luôn với một cái biểu đồ nào đó có cả chuẩn bị dữ liệu, có cả import. Đây các bạn nhìn đấy. Thư viện chúng ta cần dùng đó là uh, Matplotlib. Nếu mà các bạn Uh, chưa có cái thư viện này thì hãy cài theo cái 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 uh, cú pháp cài ngay tại ngay tại trong notebook này chấm than pip install matplotlib đấy các bạn cài như thế này sau đó chạy cái này là được nhưng ở đây vì là uh, trong colab nó có mặc định rồi sẵn rồi cho nên là chúng ta không cần phải cài ở đây ý, một ví dụ mình nói rất kỹ như thế này đó chỗ này là phần import cái thư viện mà in ra ấy. Py, Py, tức là Python đấy, Python Plot Ở đây X và hai cái Y, Y1 và Y2 đây là dữ liệu của chúng ta Thì như trong cái hình này nó in ra ấy, Thì X là một đường thôi Cho nên là X sẽ chung cho tất cả các Y Còn các Y là có giá trị bao nhiêu thì chúng ta khai báo ở đây nó sẽ là um, có thể số thực hoặc có thể số nguyên hoặc uh, có thể mảng hoặc có thể uh, list như thế này và ở đây cái lệnh để in các bạn nhìn nhé mới import thôi nó sinh ra cái này thế và khi chúng ta in ra đấy thì chúng ta chỉ việc là plt.plot x là cái cái đường này đường ngang này y 1 là chúng ta sẽ in ra cái i1 là line L, line line L là màu màu xanh lục đây. À màu 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 màu, màu xanh lam đây. Còn line H đây, màu cam đây. Đấy. Thì khi chúng ta plot một cái thì nó sẽ in vào trong cái này nhưng mà nó, nó chưa hiển thị lên đâu. Thế bắt đầu là plot x labels là x label là làm ở đây. Uh, x axis y e axis nằm ở đây chính là cái này chúng ta thay đổi nó sẽ thay đổi cái này line graph example nó nằm ở đây là cái tiêu đề xong plot legend là hiện lên cái 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 số đây này và plot chấm sao là nó sẽ hiện lên đấy cái này các bạn chạy thì nó sẽ ra kết quả như thế này ví dụ như thay đổi ở đây chẳng hạn đây ban đầu lần đầu tiên chạy nó sẽ ở đây nó sẽ initializing sau đó thì connected như này là được à, nó sẽ chạy đấy thì bây giờ ví dụ mình xây số này bằng số 9 này, nó sẽ có một cái điểm nó khác biệt đi thì đây là cái dữ liệu đấy tùy các bạn thay ở đây là chữ gì cũng được trục thời gian chẳng hạn các bạn các bạn thích thay là cái gì các bạn thay đấy thì đây là một cách nhé đây là một cách in ra nó có rất nhiều cái custom với uh, với cái grab này và rất là hay nhưng cơ bản là thế. Đây là một cấu trúc hoàn chỉnh. Tiếp theo đến cái đây không phải là cái đường nữa mà bây giờ chúng ta muốn in dạng 3 như thế này. Dạng 3 thì ở đây chúng ta sẽ có là x1y1. Đây. x1y1x2y2 bởi vì số lượng có thể không giống nhau mà. Đấy, giống nhau thì thì cũng không sao cả nhưng có thể là không giống nhau. Thì chúng ta sẽ có x1y1x2y2. Thì khi đó chúng ta sẽ là PLT thay vì ở trên này là plot thì ở dưới đây là 3 Đấy, PLT chấm 3, X1, Y1 Xong rồi cái label là blue 3 Label tức là cái này này Là cái chữ này này blue 3 Color bằng B là blue Label là green 3 là G là green đây này Đấy. Thì nó sẽ in lên một trục Thì giá trị bao nhiêu thì nó biểu diện bấy nhiêu Sau đó thì X -labor, X -labor, X -labor, y elabel và uh, title thường thì chúng ta sẽ có ba cái này cái Legion này thì tùy cái có cái không in uh, đây là dạng hai dạng phổ biến nhé mình thì uh, chúng ta hay dùng cái này nhất nhưng thi thoảng cũng dùng cái này còn histogram thì nói chung là mình ít dùng lắm nhưng mà khi nào mà để kiểm tra phân bố ấy thì chúng ta sẽ dùng cái này cái này để làm gì? Ví dụ như đây một cái mẫu đây này. Nó chi chít nhàng nhịt như này. Đây này các bạn nhìn thấy không? Thấp đây này. Rất nhiều cái thấp và cao. Rất nhiều cái cao. Như vậy như vậy bây giờ chúng ta sẽ muốn biết là À cái nào thấp, cái nào cao, cái nào nhiều, cái nào ít thì chúng ta làm nào? Thì chúng ta dùng cái histogram như này. Thì nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy là sinh ra một cái mảng numpy.random nhé. Nhìn nhé. Và đây là tạo ra một cái m là for for m in rang của len len của n tức là n đấy là một cái số ngẫu nhiên rồi thế xong rồi mỗi lần như thế lại for đến cái số ngẫu nhiên đấy nó tạo ra một cái mảng tạo ra một cái mảng như thế này đấy hai chiều thì uh, chúng ta in ra 3 mn thì nó sẽ tạo ra là cái giá trị đây này là ngẫu nhiên thế khi mà chúng ta in ra cái his của n thì chúng ta sẽ thấy là mặc dù mặc dù là ngẫu nhiên nhưng phân bổ ở trong giải xung quanh 4 đến 6. Đây này, từ 4 đến 6 là sẽ là nhiều phần tử nhất thì nó là từ 4 đến 6 là nhiều phần tử nhất, còn các cái cái xung quanh 1 đây này, 1 đến 2 thì ít, xung quanh 8 9 10 thì ít, đây 8 đến 9 đây. Thì ít có một cái một phần tử đấy thôi. Còn lại đây là rất nhiều lên tới 140. Thì chúng ta biết. Còn đây là in tích lũy thì làm nào? đây plot 3 một cái sau đó thì uh, thai, title là raw, ba, raw data plot ra sau đó thì plot hit cái bin này này là chia ra tổng số bao nhiêu ví dụ như mình để bin ở đây là 10 thôi chẳng hạn thì nó sẽ chỉ có 10 cột thôi chứ nó thay vì 20 thì nó chỉ có 10 cột ở đây 10 và các bạn để in bin 100 nữa. thì nó sẽ có bin uh, là có một 100 cái 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 thanh chứa thì chúng ta sẽ nhìn phân bổ của cái thằng nào nhiều hơn ví dụ thằng này là bốn mấy đây này đấy là là tương đương với cả năm mấy là nhiều nhất nhưng mà trong cái vùng này vẫn là nhiều ví dụ thế còn ở đây là his của uh, cái từ khóa này cumulative là cái cái tổng tích lũy dần 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 vào thì chúng ta sẽ thấy là nó cứ đấy có bao nhiêu nó cứ cộng dần cộng dần cộng dần cộng dần thì chúng ta nhìn, sẽ nhìn thấy cái cái độ tăng ở cái đoạn nào đoạn nào tăng cao nhất ấy, tăng nhanh nhất ấy, thì là đoạn đấy là nhiều nhất phân bổ nhiều nhất thế cũng được còn một cái nữa là cái scatter cái scatter này là hay để kiểm tra là độ tức là phân hóa của của dữ liệu ấy. thì ở đây chúng ta có x1 y1 là như thế này, x2, y2, y2, y3 là như thế này. Thì chúng ta sẽ in nó ra để xem dữ liệu của chúng ta là nằm ở trong cái phân bổ như thế nào nằm ở cái vùng nào cái này là không có dây nối hay là không có cái cột hay không có gì hết nhé để chúng ta chỉ xét xem là tọa độ của điểm nó nằm ở chỗ nào thế thôi thế còn nếu như chúng ta muốn in dạng stack như thế này thì chúng ta phải khai báo như này tức là đưa lên đưa lên một cái cái trục là index ở đây id ở đây sau đó có ba cái array như thế này là cái cái này là cái dữ liệu nhé, vùng dữ liệu. chúng ta in ra ba cái mảng trống với color như thế này để lấy cái nhãn như này. này. Thế sau đó chúng ta stack cái block này, Đấy, stack block là index là theo trục x và array một array 2, array ba là các cái giá trị tương ứng. Đấy. thế ra cái này thì nó cũng không khác lắm với cả cái ban đầu trên đầu của chúng ta ở đây đâu, không khác lắm với cái này. Nhưng mà nó khác ở chỗ là nó tô kín luôn. Kiểu như thế. À, tiếp theo là in cái cái phần biểu đồ hình quạt. Đây. Thì có nhãn là S1, S2, S3. Các bạn nhìn thấy. S1 này, S2, S3 này. Đấy. Section là 566624. Thì 56 5, là 6624 này. 566624 cái section này nó về sau mình quy ra là 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 phần trăm thì ở đây nó sẽ hiện phần trăm thì ở đây nếu mình mình tính tổng ra 56 chia cho 56 cộng 66 cộng 24 thì nó sẽ ra 38,36 phần trăm đấy thì chúng ta in ra section này label bằng label đây đây này bảo đây color bằng color color đây uh, c là cyan uh, green yellow Uh, cái cái start angle là cái uh, góc bắt đầu in là góc nào để 90 cái này là nó sẽ điều chỉnh cái độ xoay xoay ở đây các bạn có thể chỉnh ở đây cũng được đấy thì tùy tùy chúng ta sẽ chỉnh cái góc ở đây làm sao cho nó đẹp đấy. X plus là cái cái độ phân tách này không 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 với không là không không cái nhau liền còn đây 0.1 là tách xa ra một tí 0.01 là cho nó gần sát vào đẩy thì gần rất là sát 0.05 kiểu như thế hơi tách ra một tí đấy sẽ xong rồi axit thì nó chả có gì trục thôi thì chả có gì thì... Uh, title đây pie chart tiếp theo là cái fill uh, fill là cái cái này thì nó lại có một cái đặc điểm là có một cái đường này có một cái đường này sau đó thì uh, in như là line bình thường ấy in như plot bình thường nhưng ở đây nó lại phim kín như thế này thế đây chúng ta có là bản chất của nó là plot thôi đấy chuẩn bị dữ liệu đây cũng là random tức là tạo một cái ngẫu nhiên như này nhé thế xong rồi lấy x x là cái 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 giá trị ngẫu nhiên thế xong rồi in ra in ra dưới dạng plot của x đây trục x đây và và trụ is thì nó làm ở cái random ở đây giá trị đây và ở đây chúng ta có fill between tức là ở làm x và is tô hết chỗ này đấy where lớn hơn đây y lớn hơn 195 đây color bằng g là green đây alpha bằng 0 sao alpha tức là cái độ um, trong suốt đấy ví dụ như là cái này 0.2 đi thử thay số vào xem nó như nào đây các bạn nhìn thấy đây này nó sẽ mờ hơn cái đường cái đường này đúng không 0.1 đi các bạn sẽ thấy là nó 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 sẽ hơi mờ một tí đấy nếu bây giờ mà chúng ta cho cái uh, gì vào đây hai ba đường vào đây thì nó sẽ hiện rõ ở đây ngay Uh, tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần mà mà subplot tức là in có nhiều hình ở trong này thì cái này cái này rất hay dùng để tiết kiệm thời gian tiết kiệm uh, khoảng khoảng trống ấy. tức là ở đây ấy, nó có một cái hình chúng ta thấy là cái phần này thừa rất nhiều đúng không đấy thì cái phần này thừa rất nhiều thì chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái ví dụ như bây giờ chúng ta muốn muốn vẽ một cái một muốn vẽ hai hình ạ à, một hình nằm đây xong rồi muốn vẽ thêm một cái hình nữa nằm đây chẳng hạn. Đấy, hình thứ nhất nằm bên này thì hình số 2 là bên này thì chúng ta làm nào. Đấy, kiểu như thế. Thì ở đây chúng ta phải chia nó ra xong rồi định định cái khung nó rộng ra. Thì ở đây chúng ta uh, lấy một cái là uh, viết một hàm là sinh một cái số ngẫu nhiên đi um, cho nó tiện đi để random blot này để 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 tạo ra một cái 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 mà uh, hai cái cái uh, tập dữ liệu ngẫu nhiên thế xong đấy chúng ta fix đây figure đây là đưa ra chung cái này này chung toàn toàn bộ cái cái bao ngoài này này là một hình thôi nhé đấy, chỗ này là figure và subplot là là chia ra grid là 52 thế xong rồi không không thì round span đây khôn bằng hai thế chia ra như này nhá hai này 5 ở đây là chia ra 2 ờ uh, 3 4 5 đấy. Ví dụ chia này. Chia này không đúng rồi. Tôi được rồi? Cứ đại đại khái như thế đi. Thế xong rồi cái này là rouse uh, rouspan là theo chiều nhập nhập theo chiều hàng này là không là là là, là nhập bằng 1 không nhập ấy, là chỉ bằng 1 thôi. Colon span bằng 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 2. Ấy. Đấy, thì con span bằng 2 là là nó nhập theo cái chiều này. Đấy. Thế còn thằng này round span bằng 3 ấy, thì tức là nó sẽ nhập theo chiều này. Đấy, chiều này thực ra là nó nó có 3 mà, 1 2 3 3 tất cả còn trên đây 1 dưới đây 1 mà. Đấy, thì con span bằng 2 là nó nhập theo chiều này. Đấy, round span 1 bằng 1 thì phía bên dưới kia là bình thường rồi. Thì bây giờ lấy dữ liệu xong in ra thì in ra cái thứ nhất ax1 ax1 bằng cái gì là bằng chính là cái này ax2 ax3 ax4 đây thì in mình in in cái cái nào vào vào cái ax mấy ấy. thì nó sẽ tự động in vào đây thế còn tay từ layout tức là để bó để không để phần thừa ở phía ngoài sao ra phần tiếp theo là in 3d cái phần này thì tương đối là nâng cao rồi ấy. thì các bạn xem kỹ cái ví dụ ở đây nhé thì mình cũng in ra như thế này cũng tạo ra subplot là là có một cái thôi và uh, projection là để 3D tức là mình để cái cái trục của nó là chiếu lên trục 3D. X dữ liệu X đây, dữ liệu Y và dữ liệu Z đây là chúng mình để random ấy. Đấy, có hai bộ X1 và X2, Y bộ 1 và bộ 2 cùng có X Y Z. Đấy thì scatter bản chất là scatter thôi scatter trong không gian đấy thì để màu như thế nào đấy thì cái ở đây thì nó chúng ta nhìn như này vào ô 3D thôi nhưng mà chúng ta không tương tác được thế để mà muốn mà in được cái hình cột ở trong cái không gian 3D ấy, thì chúng ta tương tự như vậy tương tự như vậy nhưng mà thay vì ở đây chúng ta scatter nhé đây cái 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 khóa cái scatter thì ở đây ở dưới này không không scatter nữa mà chúng ta dùng cái ba 3D thay vì ba hai d chúng ta dùng 3 d thì vẫn là dữ liệu đây nhá vẫn là x y z ở đây nha. thế xong rồi đấy uh, đi z ạ thì uh, tạo ra hai cái cái bộ và cái 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 tức là đây là công tác chuẩn bị dữ liệu rồi in ra in ra color các bạn có thể thay đổi cái này để các bạn xem nhé đấy còn cái uh, wide frame in dưới dạng hình lưới thì cái này các bạn nhìn đến là vẫn định nghĩa một cái vùng in ở đây nhé, Thế xong rồi get cái này là lấy cái 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 cái, cái dữ liệu ví dụ về tạo ra cái dữ liệu này nó tương đối phức tạp. Ấy. Khi nào các bạn có dữ liệu này các bạn tự in ra Còn để tạo ra một cái dữ liệu này thì nó, nó 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 làm sao để nó phải nhiều đủ phân tử để nó liền này dễ nhìn ấy. thì thì nó tôi phức tạp cho người ta cung cấp dữ liệu sẵn hết rồi mình in thử ra thôi thì về sau mình sẽ chuẩn bị là xyz cho phù hợp là được để in ra như thế này à, tiếp theo là dùng seaborn Seaborn là một cái tương đối hay của matlab mà cái này người ta dùng để tính cái độ um, phân bổ uh, có định hướng ấy. đấy ví dụ như dữ liệu như thế này thì chương trình của mình nó sẽ học học được như này đấy thì uh, cái từ khóa ở đây là cái gì từ khóa ở đây là dùng Seaborn đây import thư viện Seaborn cái này chưa có thì các bạn cài vào pip install Seaborn -so, uh, thì sau đó sẽ import Seaborn cái s này là mà đặt một cái alias thôi đặt một cái tên thôi cho dễ nhớ thì N -N s là s uh, s red blot in ra xy gồm có x đây và y đây thì uh, -Y thì nó có 20 điểm và đa phần là ở đây mình in ra là cái 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 um, số number random number một cái số ngẫu nhiên nào đấy mà có xu hướng tăng dần đấy. thế để in ra để để nó tạo ra được cái cái white frame này thế còn cái phần này thì để in ra một cái heat map ấy. heat map như thế này thì chúng ta dùng cái cái vẫn là dùng cái sns Ờ... Uh, như bên trên nếu như ở, ở trên đây vì ở trên đây import rồi cái seaborn ở đây import rồi ở trên dưới chúng ta sẽ không cần phải import nữa còn nếu như không thì chúng ta vẫn phải, ở đây vẫn phải import vào nhé em vẫn tạo dữ liệu như thế thế sau đó in cái heat map heat map là gì heat map là cái mà đây này theo cái trục này theo cái bảng heat map này thì màu càng sáng thì số càng to các bạn nhìn thấy đây màu càng sáng thì số là càng càng to thì về sau chúng ta sẽ có ví dụ như là có cái này là bảng 10 10 mà 10 10 là 100 100 cái class khác nhau ờ, mà nó có giá trị khác nhau mà chúng ta muốn in ra để nhìn xem là giá trị của thằng nào to bé như nào thì nó in in theo cái kiểu này rất là dễ nhìn Đấy. thế còn cái này sang một cái phần này tương đối là đặc biệt tương đối đặc biệt ờ, dạng khó đấy không dễ đâu đấy thế là nâng cao đó. Thì ở đây chúng ta import cái thư viện của cài cái thư viện này lên. Đấy. an uh, tire cài lên. Thế sau đó sau khi cài lên thì chúng ta uh, import vào. Đấy. Import vào. Thì ở đây data cái cái này, này là cái data set ví dụ thôi. Thì mình lấy một cái ví dụ trong data set là cái ô tô rồi. Thế xong cái an.chat chấm chat của kha mark point encode của cái này cái này làm gì? các bạn nhìn này, đấy, thấy không? cái thì rất là hay nó tương tác luôn đấy, đấy. thế còn cái việc mà à, tại sao lại mất point để encode để tạo ra những các cái, các cái hình này nó uh, phân biệt được? Ấy. chúng ta nhìn thấy cái tập dữ liệu như này chúng ta nhìn nó mới dễ. đấy, ví dụ ở đây chẳng hạn, phân bổ như này, đấy, thì ở đây in ra chúng ta chỉ nhìn thấy là dữ liệu nào ví dụ như đây vùng màu cam phân bổ như nào vùng màu uh, lam phân bổ như nào vùng màu đỏ phân bổ như nào tức là Europe, Châu uh, Japan và, và Mỹ Châu Âu Nhật và Mỹ thì nó phân bổ như nào chúng ta nhìn rất là dễ nhìn còn có một cái thư viện tiếp theo là cái sử dụng cái pie plot pie plot cũng là một cái thư viện uh, hoàn chỉnh rồi được viết rất là cầu kỳ nhưng mà cầu quá thực ra mình thấy cái này hơi có vẻ hơi khó dùng vì nó nhiều thứ quá mình đọc nó hay bị loãng bản 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 thân mình mình hay hay dùng cái Map plotly này là tương đối đủ thì bây giờ chúng ta thử cái này xem cái này ấy, là nó đưa ra một cái dạng biểu đồ tương tác ấy mà cái Map plotly không làm được đó là đây các bạn nhìn cái ví dụ ở đây đây các bạn nhìn để đưa chuột vào ấy, thì nó có cái cái cái, cái giá trị đây nhé đấy tương tác như này tương tác này bằng javascript đấy thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có cái hàm là require này javascript.js là javascript đấy, import vào luôn cái này display nhé display tức là hiển thị ở trong cái Jupyter này chỉ chỉ hiển thị được trong Jupyter thôi chứ còn um, chạy Python dòng lệnh là không không làm được cái việc này nhé thì ở đây là ipython core ipython.core.display.html thì import cái này vào đấy thế sau đó thì init cái 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 notebook này đấy thì bây giờ là cái notebook này đã được kết nối với cả cái thư viện này rồi các cái hàm nó nó viết sẵn trong này rồi thế bây giờ chúng ta chỉ việc là à, import vào thôi thế xong cái data ví dụ như có một cái công tua như thế này đấy thế xong rồi iplot iplot đây nó chính là cái này đấy thì in ra nó 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 ra một cái này cái này khai báo to bé thì nó 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 nó, nó nằm ở đây rồi ai uh, plot đây rồi nó nó khai thác tối đa cái chiều rộng của cái này đấy mà các bạn nhìn này, ở phía đây nó còn có thanh công cụ này đấy auto scale hoặc cái gì đấy zoom to zoom nhỏ như nào đấy đấy thì cái này nó còn zoom lên này. bằng này thôi ạ đấy thì cái này là cái biểu đồ tương tác các bạn tìm hiểu thêm nhé mình sẽ để cốt cho các bạn mày mò à, tiếp theo ấy là lương cao nữa thì mấy cái, cái, cài đặt cái 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 cái, cái các cái sự kiện đấy nhưng mà thực ra thôi mấy cái phần này cho vào nhưng mà nó cũng tương đối là 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 phức tạp ấy. các bạn có thể bỏ qua về mấy cái mấy cái này mình cảm giác chưa bao giờ dùng ấy chứ đừng nói đến chuyện là 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 như nào cứ mình cứ nắm chắc được cái cái phần mát lip bên trên này để khi mà mà training để mấy cái này này đặc biệt là cái cái lót này các bạn có thể bây giờ nhá mình giao bài tập luôn như này thì cái này là cái hay dùng này các bạn thấy ở đây phần thừa đúng không các các bạn cho cái hình này rộng ra đấy là phần thứ nhất đây như này in cái hình này rộng ra như này cho mình Đấy. thế xong in in vài cái dữ liệu vớ vẩn đây dữ liệu thì không quan trọng vì bây giờ mình đang thử thôi đấy là bài tập thứ nhất bài tập thứ hai là in cái này ra hai cái cho mình đấy thế về sau mình sẽ in một cái là acc và một cái là loss đấy về sau mình sẽ in in hai cái này một cái là một cái biểu đồ acc một cái là loss hai cái thì các bạn in ra và có, có cái có cái custom thứ ba nữa là custom cho biến mất mấy cái này đi đấy và cái custom là cho hiện lên các cái cái đường um, đường hướng dẫn ở đây này đấy thì lấy cái này làm bài tập nha. làm xong sau đó thì viết thành cái cái collab như này xong post vào cái 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 nhóm uh, Facebook này nha. Uh, AI AI solution này Post, post post kết quả ở đây nhé nếu mà có thể chú thích hoặc hướng dẫn mọi người về cái phần các bạn làm như nào đấy quan trọng như nào các bạn có thể uh, post vào đây hoặc là các bạn tạo tạo một cái github trong rồi xe vào đây hoặc là tạo một cái document hay là xe trực tiếp code đây như nào tùy nhưng mà đừng đừng copy code đừng copy code vứt đây để copy code trong này nó sẽ không ra được và người khác người sẽ không theo dõi được đấy nhá thế thôi ui 26 phút rồi dài quá thế thôi nhá bây giờ các bạn làm đi nhá làm đi nhá cái 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 cốt cái cốt mình sẽ để ở trong cái AI solution đấy nha nhưng mà khi nhá ok bye bye